quận Thanh Xuân có vị trí địa lý. Phía đông giáp quận Hai Bà Trưng với ranh giới là đường Giải Phóng và phố Vọng. Phía tây giáp quận Nam Từ Liêm với ranh giới là các phố Vũ Hữu và đường Lương Thế Vinh. Phía nam giáp quận Hà Đông, quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì. Phía bắc giáp quận Đống Đa với ranh giới là đường Trường Chinh, đường Nguyễn Trãi và sông Tô Lịch và quận Cầu Giấy với ranh giới là phố Quan Nhân, phố Hoàng Ngân và phố Nguyễn Thị Thập, đường Lê Văn Lương, phố Hoàng Đạo Thúy, đường Hoàng Minh Giám. Dân số năm 2018 là 285.400 người. Quận Thanh Xuân có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường: Hạ Đình, Khương Mai, Khương Trung, Kim Giang, Nhân Chính, Phương Liệt, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Thượng Đình. Công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính, quận Thanh Xuân chính thức mở cửa phục vụ nhân dân từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 sau gần 2 năm chậm tiến độ. Nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân và Cầu Giấy, với diện tích khoảng 13,2 ha. Dự án công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính được khởi công vào tháng 5 năm 2016 với tổng mức đầu tư gần 300 tỷ đồng. Quận Thanh Xuân được thành lập ngày 28 tháng 12 năm 1996 trên cơ sở tách 5 phường: Thượng Đình, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Kim Giang, Phương Liệt, 78,1 ha diện tích tự nhiên và 20.862 nhân khẩu của phường Nguyễn Trãi, 98,4 ha diện tích tự nhiên và 5.506 nhân khẩu của phường Khương Thượng thuộc quận Đống Đa, xã Nhân Chính thuộc huyện Từ Liêm và xã Khương Đình thuộc huyện Thanh Trì. Quốc lộ 6 từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc bắt đầu từ ngã tư Sở đi qua địa bàn quận. Những điểm nhấn quan trọng nhất về quận Thanh Xuân. Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính nằm một phần tại phường Nhân Chính, phần còn lại tại quận Cầu Giấy, đang phát triển mạnh như một trung tâm mới của thành phố Hà Nội. Khu chung cư Mandarin Garden nằm một phần tại phường Nhân Chính, liên kề với khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phần còn lại nằm ở phường Thanh Xuân Trung. Khu đô thị Hạ Đình nằm tại phía tây đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Hạ Đình. Khu đô thị Khương Đình nằm trong khu dân cư Đầm Hồng, thuộc địa bàn phường Khương Đình. Khu đô thị cao cấp Royal City nằm tại số 74 đường Nguyễn Trãi, tiền thân là nhà máy cơ khí Hà Nội. Hiện nay Royal City đang phát triển với rất nhiều dịch vụ, là điểm đến lý tưởng. Khu đô thị Pandora nằm tại số 53 phố Triều Khúc, tiền thân là nhà máy sản xuất ô tô Hòa Bình thủ đô Hà Nội. Khu đô thị Vinhomes Cao Xá Lá nằm tại số 235 đường Nguyễn Trãi, xế trước các trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên và khu đô thị Royal City. Ghép từ tên của các xí nghiệp cũ, công ty cao su Sao Vàng, nhà máy xà phòng và nhà máy thuốc lá Thăng Long hiện đang được triển khai đầu tư xây dựng. Khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân nằm tại số 90 phố Nguyễn Tuân, tiền thân là xí nghiệp xe đạp Thống Nhất. Khu tập thể Thượng Đình là khu nhà ở xây dựng theo phương pháp bê tông lắp ghép tấm lớn, gồm nhiều tòa nhà cao 5 tầng, được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ 20, đến nay đã xuống cấp trầm trọng. Khu nhà hiện đang có dự án nâng cấp lên đến 25 tầng. Trong tương lai đây sẽ là một trung tâm hiện đại của quận. Khu tập thể Thanh Xuân Bắc nằm tại phía tây nam quận Thanh Xuân, giáp danh với phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ 20, tiền thân là xí nghiệp thoát nước số 4 Hà Nội. Khu tập thể Phương Liệt nằm tại phía đông bắc quận Thanh Xuân, nằm cạnh ngã tư Vọng, thuộc địa bàn phường Phương Liệt, tiền thân là khu tập thể Phùng Khoang. Khu tập thể Kim Giang nằm tại phố Hoàng Đạo Thành, từ đường Kim Giang đến đường Nguyễn Xiển, thuộc địa bàn phường Kim Giang. Ngã tư Sở, nổi tiếng về nạn tắc đường ở Hà Nội, đã được cải tạo và mở rộng. Đường Nguyễn Trãi tập trung một số trường đại học như Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Giáo dục, các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hà Nội, trước là Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, là một con đường rộng, lượng bụi khá lớn, có nhiều cây xanh nhưng mật độ dân cư và cụm nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá, ô tô nên lưu lượng người tham gia giao thông rất lớn. Các dự án đường sắt đô thị đi qua địa bàn quận là các tuyến số 1, Ngọc Hồi, Yên Viên, tuyến số 2, Nội Bài, Thượng Đình, tuyến số 2A, Cát Linh, Hà Đông, tuyến số 4, Liên Hà, Bắc Thăng Long, tuyến số 8, An Khánh, Dương Xá, trong đó tuyến số 2A chính thức vận hành vào quý 4 năm 2021, tuyến số 1 hiện đang được đầu tư xây dựng. Các trường đại học và học viện. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Học viện Quản lý Giáo dục. Trường Đại học Hà Nội. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Di tích lịch sử. Đình Phương Liệt ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân thờ Tích Lịch Đại Vương Phạm Tích là tướng nhà Đinh, ba anh em ông. Một người mặt xanh tên là Tích, mặt trắng tên là Thánh, mặt đỏ tên là Thành đã cùng theo giúp Đinh Tiên Hoàng lập được nhiều công lớn. Danh nhân,
Đặng Trần Côn, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Tuân, Trịnh Đình Thảo, Vũ Trọng Phụng.